nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp một con web có thể đào được tất cả 11 loại coin ở trong ví Forsyth Pay, trừ cái đồng Fedora này ra nha. Thì đợt trước mình cũng có giới thiệu cho các bạn một trang web để mình có thể đào được tất cả 11 loại đồng coin này. Thì cứ sau mỗi 5 phút nó sẽ cho mình một lượt đào. Nhưng mà cái trang web này á, là một cái trang web mới và cái tài nguyên của nó còn rất là dồi dào, và mình có thể đào được một lần, tức là sau 5 phút một lần đào của mình sẽ được nhỉnh hơn so với con web lần trước. Con web lần trước thì ví dụ như đồng Dogecoin thì mỗi một lần đào sau 5 phút của mình á, thì mình chỉ được là 110.000 Dogetoshi thôi. Còn con web này thì đào một lần là nó được khoảng 125.000 Dogetoshi. Thì như thường lệ, trước khi các bạn muốn đào một cái đồng nào đó thì các bạn cần phải có cái địa chỉ, thì mình sẽ lấy tiếp ví dụ về Dogecoin cho các bạn xem nha. Mình sẽ vào Deposit, mình chọn Dogecoin và copy. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào cái link mình sẽ để ở dưới phần mô tả video. Đây là đào Dog. Thì các bạn có thể thấy là mỗi lần 5 phút nó sẽ cho mình đào 125.000 Dogetoshi. Rồi các bạn dán cái địa chỉ Dogecoin của mình vào đây. Rồi các bạn kéo xuống Login. Continue. Các bạn chọn tôi không phải robot đây ha. Rồi, thì ở trên đây nó sẽ có những cái ký tự cần mình phải thực hiện nhiệm vụ, tương đương như là 4 ký tự ở đây ha. Và các bạn làm từ trái qua bên phải. Injecting Knock. Đây. Sha. Đây. Get. Vậy các bạn chọn Verify. Rồi các bạn chọn Click here to continue. Các bạn chọn tiếp Click here to continue. Các bạn chờ 5 giây. Get link. Rồi, giờ là các bạn đã nhận được 125.000 Dogetoshi về ví Forsyth Pay của mình ha. Bây giờ mình sẽ qua bên ví Forsyth Pay để mình kiểm tra coi nó đã về hay chưa. Đây, các bạn có thể thấy là về 125.000 Dog. Rồi, chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.